Chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau. Video lần trước mình có đề cập đến các bạn những lỗi mà những người mới học môn trang trí màu thường hay gặp phải. Video này mình lại tiếp tục giới thiệu đến các bạn những lỗi mà ngay cả người đã học lâu rồi cũng bị vẽ sai. Các bạn có thấy tò mò không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thật kỹ những lỗi này là những lỗi nào ngay sau đây nhé. Lỗi đầu tiên mà mình muốn các bạn hết sức lưu ý đó là lỗi phạm về bố cục bị chia đôi. Vậy thì thế nào là bố cục bị chia đôi? Lỗi này thường gặp ở dạng bố cục tự do. Và có phải là ở bố cục tự do chúng ta phải chia khung ra để chúng ta tìm các điểm bạc trong tranh đúng không? Ở đây mình có minh họa khung sẵn và mình cũng đã chia sẵn ra để có được cái 4 điểm bạc rồi. Mình chọn cái góc phía dưới này sẽ là góc mà mình đặt họa tiết chính vào này. Thì ở đây họa tiết của mình sẽ là hình con cá đi. Hình con cá có đầu chút xuống như này. Đây mình mô phỏng sơ thôi nha. Đó. Vậy thì theo cách thông thường, có phải là các bạn sẽ cố gắng đặt cái đầu con cá này nó ngay ở vị trí điểm vàng này hay không? Chắc chắn luôn các bạn đa số sẽ như thế này. Có thể như thế này nè, đó, có thể là cái đuôi cá hơn một xíu như thế này. Nhưng mà phần đầu các bạn cố gắng đặt sao cho nó nằm ngay ở vị trí điểm vàng. Đó, như thế này. Và cái con phụ các bạn sẽ đặt ở vị trí đối diện như thế này và cái đầu nó cũng quay ngược lại để tạo cái sự đập lại đó. Có phải như vậy không? Nhìn sơ qua thì có vẻ đúng rồi đúng không? Nhưng mà thực tế các bạn đã bỏ qua một cái quy luật ngầm là mình đã làm cho cái bố cục này nó bị chia thành hai phần bằng nhau. Thì ở đây để biết được tại sao nó lại bị chia hai phần thì chúng ta sẽ dùng một cái thước ha. Chúng ta chia đôi cái chiều dọc của cái khung hình này ra thì các bạn sẽ thấy nè. Có phải là cái con lớn này nó nằm bên trái của tranh nè. Cái con bé này nè. Con bé này nó sẽ nằm bên phải tranh không? Thì hai cái hình này nó nằm chia ra hai phần không? Các bạn sẽ nghĩ rằng mình vẽ này xong á, mình sẽ dùng các mảng liên kết để kết nối chúng lại thì nó sẽ không còn thấy như thế nữa. Tất nhiên cái mảng liên kết đó nó sẽ có một cái vai trò giúp cho cái mảng hình trong bài nó có tính liên tục này, liên kết này. Nhưng mà như thế cũng không có đủ cứu được cái bài này đâu. Để vẽ đúng thì chúng ta phải vẽ như thế nào? Thì ở đây mình sẽ vẽ lại trong cái phần này, các bạn coi kỹ nha. Sau khi chia ba để tìm điểm vàng thì các bạn đừng quên chúng ta cũng phải chia đôi dọc và ngang của khung tranh này ra để chúng ta tìm cái tỷ lệ họa tiết này cho phù hợp nữa. Ví dụ bây giờ mình chia ra nhé. Chia theo dọc này và chia theo chiều ngang này. Như khi nãy là mình đã chọn cái góc bên trái này là để đặt họa tiết chính đúng không? Thì ở đây mình cũng sẽ chọn cái góc này luôn. Rồi, khi mà vẽ con này thì hồi nãy mình có nhắc là các bạn hay là đặt cái con này, cố gắng đặt phần đầu nè. Ngay cái vị trí điểm vàng này mà mình quên rằng là mình còn cái trục này nữa. Thì khi đặt qua đây thì mình sẽ cố gắng làm sao cho một phần nào đó, cái chi tiết trên con này hoặc là cái mảng nào đó con này nó chạy qua bên tay phải một chút. Tại vì con này nó đã đặt bên tay trái rồi thì nên cho một vài chỗ nhô ra bên tay phải để cho nó tạo cảm giác cái con này nó không chỉ nằm bên tay trái mà nó còn lắng qua bên tay phải một xíu để nó cảm giác thăng bằng chút. Bây giờ mình đặt con này ra ha. Rồi, vậy thì cái phần đầu này mình cho nó dời vào đây. Có thể là cái tỷ lệ này mình cho bé đi một xíu hoặc là giữ lại cái tỷ lệ cũ cũng được. Tại vì cái tỷ lệ này nó cũng không có phải là quá lớn. Rồi, vậy thì chúng ta cùng phân tích lại cái hình này nhé. Xét theo chiều dọc của chia đôi tranh thì cái con này nó đã có cái một phần nhỏ, phần đầu nó dời qua tay phải rồi. Xét về chiều ngang chia đôi tranh thì nó đã có một nửa cái thân nó lên trên rồi và cái con này nó đảm bảo được là nó có cái sự qua lại giữa phía trên này, phần trên phần dưới này và nó từ phần trái này nó cũng có một mảng chạy qua bên phải này thì nó tạo cảm giác cân bằng đầu tiên. Và cái con bên góc phụ nè, mình chỉ cần đặt một cái góc nhẹ nhỏ thôi và phần đuôi nó cũng nên lọt qua bên cái trục ngang một xíu về phía dưới, ví dụ như thế này.
thì lúc này bạn cảm giác được là cái tỷ lệ, kể cả tỷ lệ và kể cả cái cách đặt vị trí của hai cái con chính và phụ này, nó mang lại cái cảm giác vừa này, vừa cân bằng này, và vừa cái tỷ lệ nó vừa chuẩn hơn so với mình vẽ cái con bên này không? Nếu như mà mình phạm lỗi cái trường hợp này này, là bút của bị chia đôi này, tất nhiên cái tranh mình sẽ sao? Giống như cái từ ngữ ban đầu là bị chia đôi, nó bị chia ngang ra, nó làm cảm giác như hai cái phần không liên kết với nhau, nó bị chia rời ra hai bên, thì nhìn vô cảm giác rất là bị tức mắt, bị rời rạc đó. Thì đây là cái đầu tiên mà các bạn thật sự hết sức lưu ý ha, tại vì thấy các bạn nhiều lần phạm lắm mà mình không nhìn thấy ra được, thì giờ mình chỉ ra các bạn sẽ thấy a nào giờ mình vẽ sai mà mình không có biết, bây giờ biết rồi thì phải sửa nha. Lỗi thứ hai là chúng ta đặt chủ thể ngay giữa khung hình. Chủ thể ở đây chính là họa tiết chính. Thì việc mà chúng ta đặt chủ thể ngay giữa khung hình có nghĩa là cái khung hình như thế này, mình chia theo trục dọc và trục ngang, thì cái chủ thể này nó sẽ nằm chia đôi ngay trục dọc của bức tranh hoặc là trục ngang của bức tranh. Thì đây mình lấy trục dọc chuẩn. Và thường đa số là các bạn phạm lỗi là chia đôi theo trục dọc. Ví dụ như thế này đây, đây là cái màn hình đại diện cho cái họa tiết chính nha, giống ảnh thờ không các bạn? Thì việc mà chúng ta đặt cái chủ thể ngay giữa khung hình như thế này, nó sẽ làm cho mất đi cái tính, cái hướng mà cái trượt sâu vào trong tranh, nó làm cho tranh cảm giác như nó mất cái mặt thoáng, và người xem đương nhiên người ta sẽ thấy cái tranh này nó giống là bị đông cứng lại và nhìn vô rất là ngợp, đúng không? Vậy thì để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần phải bê cái chủ thể này qua một bên tranh. Nhưng mà khi mà mình bê qua đó thì các bạn phải lưu ý đặt làm sao mà cái chủ thể này nó không được phép phạm phải vào cái lỗi thứ nhất, đó là bố cục bị chia đôi. Giờ mình biết như thế nào là bị chia đôi rồi thì mình sẽ chia rất là dễ. Chẳng hạn cái này mình sẽ bê qua đây. Mình sẽ bê qua đây nè. Rồi, chúng ta phải một xíu. Cho nó qua bên cắt bên trái một xíu này. Đây. Thì cái khoảng bên trái này của tranh phía trên này nè, thì các bạn sẽ có một khoảng trống, chỗ đó các bạn sẽ đặt họa tiết phụ hoặc là các mảng hình khác vào trong tranh, thì như thế các bạn mới thấy được cái độ sâu của bức tranh, còn nữa chứ không phải là chỉ có nhiêu đây là hết. Lỗi thứ ba là các bạn vẽ thiếu yếu tố chính phụ trong bài. Thì thiếu yếu tố chính phụ nghĩa là các bạn chỉ chăm vẽ một cái họa tiết chính thôi. Ví dụ như đây, đề là cho vẽ một con mèo đi. Thì khi vẽ con mèo vô đây thì mình cũng sẽ tuân theo quy tắc là không để bị chia đôi cái cục này, không đặt ngay giữa khung hình này. Ví dụ mình vẽ đây nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào bức tranh mà chỉ có một cái chủ thể thôi và nó chỉ có không gian đơn giản thôi, thì các bạn có thấy là cái bức tranh đó nó thực sự rất là nhàm chán hay không? Mình là mình không muốn nhìn thêm nữa rồi đó, rất là nhàm chán. Vậy thì để không bị nhàm chán thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ phải đảm bảo là nó phải có đầy đủ yếu tố chính và phụ, thì chúng ta phải vẽ thêm cái họa tiết phụ vào đây. Vào đây nha, thì mình sẽ minh họa lại các bạn xem ha. Cái này gọi là chủ thể 1 nè, chủ thể 1 hay còn gọi là họa tiết chính. Thì sau đó mình sẽ vẽ thêm một chủ thể 2 là họa tiết phụ. Chẳng hạn như mình có một con mèo nó đậu trên một cái mái nhà khác ở đây chẳng hạn. Mình chỉ vẽ tưởng tượng thôi nha. Các bạn có thể vẽ thêm một cái chủ thể thứ 3 hay còn gọi là họa tiết phụ 2 ở trên phía trên này, có thể là một cái con chim hay là một cái biểu tượng mặt trời nào đó. Thì cái này chúng ta đã có ba cái yếu tố trong bài, ba chủ thể trong bài, đó là chính nè, phụ một nè và phụ hai. Tất nhiên khi mà mình đã cải thiện được cái yếu tố chính phụ trong bài thì nó sẽ không bị nhàm chán như thế này,
mà nó trở nên cái gì? Sinh động hơn đúng không? Hấp dẫn hơn. Tại vì sao? Tại vì các yếu tố chính phụ trong bài nó tương tác qua lại lẫn nhau, nó giúp cho cái nhịp trong bài nó có sự di chuyển trước sau này, nó có phụ này, tô lên cái chính này, đúng không? Thì một cái bài vẽ thế thì nó mới hấp dẫn người xem được. Đấy. Cái lỗi thứ tư là lỗi mà mình thấy đa số các bạn sẽ một lần phạm phải, và ngay các bạn đã học lâu rồi thì cũng sẽ bị vẽ sai nếu các bạn không quan sát thật kỹ. Đó là chúng ta vẽ họa tiết hướng ra ngoài. Họa tiết hướng ra ngoài tức là thay vì mình đặt cái phần đầu hay là cái hướng nhìn của họa tiết nó hướng vào trọng tâm, thì mình lại đặt cái phần đầu hay là cái hướng nhìn đó nó bị hướng ra ngoài khung hình. Và cái lỗi đó nó sẽ thể hiện ra như thế này. Chẳng hạn như là mình chọn một cái góc nào đó rất là đẹp trong cái khung hình cho trước, và mình chọn góc phía trên này đi. Ví dụ thế này, thay vì mình đặt cái họa tiết của mình nó hướng vào trọng tâm thì mình lại đặt nó hướng ra ngoài khung hình. Ví dụ mình vẽ một cái con chim tu căng đi. Đây, đây con vật của mình. Đây chính là ví dụ về cái việc mà chúng ta đặt họa tiết hướng ra ngoài, tức là phần đầu hay là hướng nhìn của họa tiết nó bị hướng ra ngoài khung tranh, mặc dù các bạn đã chọn một vị trí rất là đẹp trong bài để chúng ta đặt họa tiết chính bạn, nhưng mà mình đặt sai cái hướng nhìn của họa tiết thì nó cũng dẫn sai cái bố cục. Một cái bài mà cái họa tiết hướng ra ngoài thì nó sẽ tạo cho cái người xem cái cảm giác là, tại vì người xem người ta nhìn theo họa tiết, cho nên nếu họa tiết hướng ra ngoài thì người xem người ta cũng sẽ bị hướng mắt ra ngoài khung tranh luôn. Thành ra cái bức tranh của mình nó sẽ đánh mất cái trọng tâm, đánh mất cái hướng nhìn vào cái trọng tâm của bài vẽ. Và để khắc phục điều đó, chúng ta sẽ quan sát, mình sẽ sửa lại cái hình này theo hình bên tay phải nhé. Và để sửa chữa lỗi này, chúng ta chỉ cần một cái thao tác hết sức đơn giản, đó là mình chỉ cần xoay cái đầu họa tiết này vào bên trong trọng tâm. Chẳng hạn như mình sẽ xoay vào đây ha. Đây, cái đầu mình sẽ cho nó hướng vào trọng tâm thay vì hướng ra ngoài như là hình 1. Đấy, việc mà chúng ta đặt họa tiết nó hướng vào trọng tâm thì nó sẽ làm cho cái khoảng không gian trước mặt họa tiết trống rất là lớn, và từ đó mình có thể đưa những cái họa tiết phụ hay là những cái mảng nền vào. Nó khác biệt với việc mà chúng ta đặt cái họa tiết hướng ra ngoài tranh, nó làm cho cái khoảng không trước mặt họa tiết rất là hẹp, nó làm cho bố cục nó bị tức mắt. Vậy thì các bạn nào thấy mình còn đang phạm lỗi này thì hãy nhanh chóng thay đổi và sửa chữa đi nha. Đây là bốn lỗi cơ bản về phần bố cục mà mình muốn dành riêng cho các bạn học vẽ môn trang trí màu lâu rồi mà vẫn hay bị vẽ sai. Bạn nào còn thắc mắc về các lỗi như là về màu sắc hay là sắc độ thì hãy share và comment để tiếp thêm động lực cho mình làm những cái video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.